Ok các bạn ơi, vậy là 4 giờ chiều rồi. Bây giờ thì các bạn nhỏ của chúng ta sẽ thực hiện thử thách, đó là 12 giờ ở trong bể bơi. Bóng chuyền à, bóng đá gì? Mấy cái đứa này rồi đi tắm cơ. Đi Hải An ơi. Đây Hải An này, Hải An cò Hải Ninh sẽ thực hiện thử thách 12 giờ đấy. 12 giờ đúng không? Hả? Ô sao không thực hiện? Hả? Tí nhỏ. Hả? Em thế thì qua đây thì là đến thực hiện hả? Đến 9 giờ mà. 9 giờ tối á? 12 giờ mọi người thực hiện 24 giờ nên mình thực hiện 12 giờ. Hả? Không, 9 giờ tối rồi. Hả? 9 giờ tối rồi. Thôi, Hải Ninh có thực hiện không đây? Thì chịu thua rồi, thì chịu thua. Hả? Giờ gì con? Ok các bạn ơi, vậy là sau khi thống nhất rồi đấy, là Hải Ninh, Hải An thì Hải Ninh thì bảo là chắc là Hải Ninh chịu thua, không thực hiện nổi. Hải An thì không dám thực hiện. Đấy, Hải An thì không dám thực hiện, còn thì cò thì bảo là thực hiện đến 9 giờ, nhưng mà thôi, tội nhân là thôi chịu thua luôn cho đỡ nói nhiều. Đúng không? 9 giờ. Không sợ mà. 9 giờ cũng không ăn thua. Không, 9 giờ cơ. 9 giờ tối đúng không? Vâng. Hải An thế nào? Đến 9 giờ tối được không? Vượt chạy. Ok, đi rồi. Ôi Hải Ninh về đi đái à? Hải Ninh ơi, bây giờ đến 9 giờ. Thử thách đến 9 giờ. Đến 10 giờ đi. Nếu mà thua thì uống một cốc nước bể bơi nhá. À. Đến 10 giờ đi. Thế làm gì? Đến 11 giờ đi. Lại đến 11 giờ. Thế người ta đuổi về sao? Thế thì cái gì? Uống một cốc nước bể bơi nhá. Thế uống gì? Không, nó ngọt dễ quá. Không, bà Hải Ninh mà buộc tóc vào cơ mà. Hải Ninh buộc tóc vào ông đi, Hải Ninh đi nữa nhá. Thế là nhà ấy. Uống nước mắm hay là đổ nước vào đầu? Uống nước mắm ấy, ờ thôi rồi, về cho uống cốc nước mắm nhá. Hà, uống nước mắm nhá. Uống nước mắm nhá, không, không quá. Con vẫn thực hiện đâu mà con uống. Hải An đó, Hải An đều lắm nhá. Lúc mình trên xe thì nói là như đúng rồi. Trời ơi, thực hiện được bây giờ chưa, chơi đã chịu thua rồi. Ôi trời ơi, kém thế. Chán quá cơ, đi, có đi. Thôi bây giờ đi. Sức mạnh của gáy. Cờ An á, chỉ được cái tài gáy thôi. Đó. Ủa ra đấy rồi nhanh. Ra đến xe đạp đấy phải gửi tiền, mất tiền xe đạp ấy. Đó. Đi, mình đi trước, kệ Hải Ninh chạy sau. Kệ Hải Ninh mình ra được trước rồi tắm trước đi. Nhanh. Chạy đi, chạy nhanh. Chạy nhanh. Thôi còn thích bêu nắng ạ, à. Bố đâu ấy bố. Ôi, nhanh nhanh chị ăn chạy đi, hai đứa chạy đi chạy. Đưa chạy nhanh đến bể bơi trước thì coi như đứa chiến thắng, đỡ phải thực hiện thử thách. Nào, nhanh. Không. Chấp luôn. Rồi, con là người chạy rồi. Con chạy nhanh lên. Con chạy ra thám thính xem là bể bơi có bảo không nhá. Ok. Cái chỗ đấy đấy. Ăn à. Bố bảo bố mấy ngày ăn. Mấy là có chạy ra kia trước xong ẩn đi, xong ẩn cho Hải Ninh chạy sau, Hải Ninh không tìm thấy mình đi nhá. Nhanh đi nhá. Nên đấy bảo con nhá. Xui con đi nhá. Thằng con Si đã chạy gần đến nơi kìa. Nhanh chưa? Đấy. Hả nhanh lên. Không hả, xui con nhá. Không mở à? Không mở không? Có ai có mở không? Hả? Đi đi đi, im mồm nói bé thôi. Nhanh vào ẩn đi. Hả? Thôi bây giờ mình vào mình ẩn ở chỗ nào đấy. Nhanh chạy vào mình kia ẩn. Ở đây không kia, không kia. Không kia. Thế vào đây, ăn thôi. Ăn vào đây. Đây là nhà vệ sinh à? Ăn còn đứng vào đây. Có đáy đi, chờ vào đáy. Có chờ vào đáy đi. Không. Ăn vào đáy đi, ăn chờ vào đáy đi. Không. Ăn đáy này. Đi đi. Hả? Hắn đi cận đâu, nhìn thấy đâu. Nó chưa đến nơi. Nhớ đấy, nó biết đấy. Nhưng ngay đây thôi, làm gì xa thế. Ok, chạy ra xa nó nhìn thấy đấy.
Đâu rồi? Vẫn xa lắm á? Vẫn xa lắm mà nó đi chậm thế à? Thôi đi vào đây ăn nhé. Ok, đi đi đi. Đứng ở đây nhầm nhầm đây hả? Bơi được à? Thôi đi vào bơi, trốn được phải bơi đi. Đi vào trốn phải bơi. Cả lên người đi chậm. Đấy, nhiều người đến đấy nhỉ? Ông có người đi bơi về được kìa. Có Hải An đi nhanh vào ơi, vào nhanh nhé, chạy nhanh không tốn thời gian. Hải đi, Hải An hỏi bao nhiêu tiếng mọi người đi. Ôi đông. Ôi trời, Hải đi. Hải đi vào có thấy ai à? Hả? Mấy nghìn mọi người đấy? Ơ lại 15 nghìn à? Hả? Không giảm giá à? Đấy bạn coi bảo không giảm giá. Bạn bạn coi bé tí này mấy nghìn? Nhưng bạn thích lắm phải to cơ. Đưa tiền đi. An tính tiền, An biết tính tiền không? Không đưa thừa tiền đấy. Bao nhiêu tiền đấy? Đây, cái 5.000. Ủi An ngốc thế, đưa thừa tiền không biết. Đi bạn đi. Đi bạn đi còn gì nữa? Bố có bơi chứ. Bố miễn phí. Đây Hải Ninh ơi, cho dép vào. Hải Ninh ơi, cho dép cho bố. Để dép nhà mình cùng một nơi đây, không mất đấy. Đấy, để đúng, để chồng lên nhau một đống luôn, đừng lấy nhau chồng. À, để sát đây luôn. Để sát. Đấy, để chồng lên chỗ Hải Ninh An luôn. Rồi, ok đi. Đi thôi, ui, đông đấy nhở. Nên nhà hơi trước, nên nhà hơi chơi trước. Nhà hơi mới đang bận này. Ô, chơi nhà hơi à? Ở đây 15.000 còn được miễn phí cả chơi nhà hơi nữa các bạn ạ. Chơi còn trượt chơi nhà hơi. Ôi, nước sạch chết này cơ mà. Ê, Hải Ninh ơi, nước mới bơm đây. Nhảy xuống đi. Có đâu, có lên. Ôi, nước trong veo. Xuống đi, gì đó. Xuống nhanh, xuống nhanh. Có chuẩn bị khóc ấy. Bây giờ có thực hiện thế này không đây? Úi dồi ôi, lạnh không? Mà à? Ninh đâu? An đâu? An nhảy xuống đi. Hả? Bố không bơi. Ờ nước này nó màu nó kiểu gì ấy nhỉ? Bây giờ nhá, bây giờ là 4 giờ, bây giờ 5 giờ nhá, đến 5 giờ sáng nhá. Bơi thì bên này sang bên kia đi Hải Ninh ơi. Bơi bên này. Hả? Ô Hải An biết bơi chó hay kìa. Coi. Coi. Có bơi chó như Hải An đấy, bơi như Hải An đi. Bơi xa vào. Hả? Đây làm gì? Lạnh không hả con? Lạnh không, lạnh không? Lạnh không? Ấm mà. Ấm á? Bố lửa lạnh mà. Con đứng đây con nhảy lộn xem. Ô đừng. Bố nhảy xuống hỏng mà hỏng chứ sao. Coi. Bây giờ đi ra kia thực hiện thử thách luôn đi. Ra kia đứng ạ. Bơi đường kia bơi về này đi. Hải An ơi đi bơi đâu. Hả? Đi. Các bạn ơi xem bạn con si bơi từ bên này sang bên kia nhá. Bể bơi này 20 mét luôn. Làm gì đấy? Không phải thắng thính đâu. Úi trời ơi. Hả? Lao nhảy từ kia, nhảy kia. Không. Thế này thì nói làm gì? Không có ơi. Không chơi thế, chơi từ bên này cơ. Từ bên này. Sau thì còn phải bơi về bên kia. Hả? Có gì không? Có gì là cái gì? Đợt trước bơi rồi, bây giờ phải bơi. Đứng trên kia mà. Không phải nhảy đấy, đứng ở trên kia nhảy xuống bơi sang. Hả? Thế đi đi. Sao càng ngày càng nhát hơn à? Đã bơi đi. Sao nhảy đi. 1, 2, 3. Action show. Nhảy đi. Nhảy đi xuống đi. Nhảy xuống. Úi trời ơi đau chưa? Vỡ mặt chưa? Kệ. Bơi đi có bơi đi. Bơi đi bỏ ra bơi ok. Không chết được có Hải Ninh kia còn gì nữa. Ôi, coi có chỗ kia nó hút cò xuống dưới đấy. Chạy chạy.